ra nhớ thử xem. Gia Bảo, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại đưa nhà Hân về đây? Em sao vậy? Anh đưa nhà Hân về đây em phản ứng như vậy à? Cô ấy trước đây bình thường mà còn tìm cách hãm hại em, huống chi bây giờ cô ấy đang bị tâm thần, cô ấy sẽ làm những gì hại em và con của em? Tại sao anh không nghĩ cho em và con hả? Em thôi đi, em đừng có làm cho nhà Hân sợ được không? Đi ra ngoài đi, anh sẽ nói chuyện với em sau. Được, vì nhà Hân mà anh đàn em như vậy. Sợ lắm. Đừng hại tôi. Không sao đâu, cô ấy đi rồi, có tôi ở đây không ai làm hại gì cô đâu, cô không cần phải sợ. Đừng hại tôi. Không sao, đừng gối đi, không ai làm hại gì cô đâu. Bây giờ tĩnh tâm, ráng nhớ lại xem. Anh nói thật đi, có phải là anh yêu nhà Hân rồi đúng không? Em đang nói gì vậy? Sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh hết vậy? Vậy em hỏi anh, tại sao mọi chuyện đã được giải quyết theo hướng đó rồi? Nhà Hân phải rời khỏi biệt thự này và chúng ta có thể sống ở bên nhau. Anh đã đưa cô ấy trở về. Chúng ta không thể nào sống ích kỷ với nhà Hân như vậy. Bây giờ cô ấy đã mất tất cả rồi, chúng ta không thể nào bỏ rơi cô ấy trong thời gian này, em có hiểu không? Nhưng mà anh không thấy cô ta cấu kết với trọng nhân để hãm hại Gia Hân đang nông nổi này hay sao? Anh tin là Nhã Hân không phải là người hại Gia Hân của chúng ta. Tất cả mọi chuyện xảy ra là do tên trọng nhân. Tóm lại là em không muốn, em không muốn Nhã Hân ở trong căn nhà này nữa. Anh trả cô ta về lại bệnh viện đi. Em không nghe bác sĩ nói sao? Cô ấy cần được gợi nhớ những ký ức thì mới mau hồi phục được. Nếu mà trả cô ấy về bệnh viện thì làm sao cô ấy mau hết bệnh đây? Tại sao anh biết những ký ức ở đây có thể khiến cô ấy hồi phục? Chẳng phải ở đây cô ấy không được vui vẻ gì hay sao? Nói tóm lại, anh vẫn giữ quyết định để Nhã Hân ở đây để chăm sóc, chăm sóc khi nào cô ấy hết bệnh thì thôi. Gia Bảo, đến giờ phút này tôi thật sự chưa nghĩ ra cách để thuyết phục cổ đông như thế nào để tiếp tục tìm hướng đi cho dân. Nhưng mà tôi thật sự có lòng tin là mình sẽ làm được. Nếu cùng đường, tôi nghĩ mình phải buông cái ghế tổng giám đốc, nhưng mà tôi nhất định phải giữ lại nhà máy. Dù không có tiền thuê nhân công, tôi sẽ tự tay làm lại từ đầu, bởi vì đó là tâm huyết của ba tôi, là nơi ba mẹ tôi khởi nghiệp. Cô sẽ ủng hộ tôi chứ? Tôi biết cô sẽ ủng hộ tôi mà. Bởi cá tính của cô cũng giống như tôi, tôi không hề khuất phục trước khó khăn. Chúng ta có thể nói là cùng chung một quan điểm. Chỉ có điều được cô thức tỉnh thì tôi mới nhận ra. Tôi vẫn còn nhớ có lần cô hỏi tôi, nếu ngày đó người mà tôi gặp và đính hôn là cô, có phải là tôi sẽ yêu cô không? Tôi nghĩ chắc là có đó. Tôi nhận ra điều này lâu rồi, nhưng mà không dám thừa nhận thôi. Và tôi cũng không thể thừa nhận, bởi vì tôi không thể bày tỏ cùng cô, càng không thể để cho Ngọc Anh biết. Ngọc Anh sẽ bị tổn thương. Tôi phải có trách nhiệm với hai mẹ con của cô ấy. Có nói gì đi nữa thì tôi cũng không thể nào phụ bỏ mẹ con Ngọc Anh. Con mong ba hãy hiểu cho quyết định của con lần này. Gia Bảo, anh có nghĩ đến cảm nhận của bác gái khi bác tỉnh lại hay không? Anh phải nghĩ đến tương lai của Gia Hân chứ.
Mẹ sẽ hiểu cho anh. Anh muốn mình đường đường chính chính là một con người sống không hổ thẹn. Ba anh đã từng mắc sai lầm. Anh không muốn đi theo con đường của ba anh. Bao nhiêu năm sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Vậy có nghĩ đến tương lai của mẹ con em hay không? Em an tâm đi. Anh đã có những sự tính toán trong đầu rồi. Nếu em không ngại khó khăn thì hãy cùng anh chung tay gây dựng lại từ đầu. Chỉ cần anh đi về với Nhã Hân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà. Tại sao vậy? Tại sao anh lại vì cô ta đến mức mà anh không chịu ly dị? Anh không thương em hả? Anh không muốn nói tới điều này nữa. Cho dù có thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.